Chào mọi người, xin chào tất cả các bác. Hôm nay em vừa về một cái lô máy rửa bát mới, vừa dọn xong được một con TR7 khá là đẹp phục vụ các bác nhé. Một con TR7 như các bác nhìn trên hình ảnh vỏ nguyên bản này, nguyên bản sáng đẹp các bác nhé, hình thức rất đẹp luôn này, nguyên bản trắng đẹp, mặt meca đẹp luôn, bảng điều khiển mọi thứ các thứ rất ok các bác nhé. Rửa nước nóng 80 độ C, rửa thời gian sấy 30 phút này, các chế độ rửa tiêu chuẩn mạnh, rửa nước nguội này, rửa nhanh này, đấy, vệ sinh máy này, sấy riêng biệt này, đèn báo chu trình rửa này, đèn báo sấy, tắt nguồn, bật nguồn, tắt nguồn, bắt đầu rửa này, hẹn giờ này, Eco Navi tiết kiệm điện. Đấy, một con TR7 hình thức nội ngoại thất khá đẹp không ạ? Đấy, phần lưng nó rất là phẳng phiu đẹp nhé. Máy rửa bát vào cái thời điểm này giá thành khá là tốt các bạn. Các bạn nào đang có nhu cầu mua thì các bạn thời điểm này các bạn mua máy rửa bát là đẹp, đời 2014 các bạn nhé. Đây, đây là bài series máy 3410. Nội ngoại thất sạch đẹp. Nội thất con này rất là sạch, gioăng chỉ của bọn này yên tâm các bác nhé, không bao hở, không bao hỏng nhé. Đây, nó dùng nước nóng mà cho nó rất là đẹp. Đây, giá như còn rất là mới này. Đây, đây là bài đẹp luôn. Sạch đẹp nhé. Sang đời TR7 trở lên bắt đầu cái khay bột rửa này nó màu vàng này. Tay cửa nó còn rất mới quá. Đây. Xếp ở đây là 12 cái bát con các bác nhé. Hai hàng với hàng 6 cái, 6 cái cốc này. 6 đến 8 cái đĩa, đũa thìa, bát ô tô. Đây. Chiếc này em bán là 4,2 triệu, bảo hành 1 năm, chưa phí vận chuyển. Trừ Việt Nam. Phí vận chuyển đi toàn quốc, chiếc máy rửa bát này là 120.000. Việt Nam bên em bán loại tốt 1.500W là 500. Các bác nào nhu cầu lấy thì các bác alo nhé. Chào các bác.